nhật ca mắc COVID-19 tối ngày 4 tháng 3. Đổ xô mua hương liệu xông COVID-19, cẩn trọng, lợi bất cập hại. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh chấn chỉnh lại quy trình bán thuốc Monopizavir. Bắt giữ hàng ngàn bộ kit test thuốc điều trị COVID-19 nhập lậu từ bệnh viện. Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới COVID-19 lần đầu tiên vượt mốc 260.000. Xin kính chào quý vị đang theo dõi bản tin COVID tối trên kênh YouTube của báo Sức khỏe và Đời sống. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay và ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Mở đầu sẽ là tin tức cập nhật số ca mắc mới tối nay ngày 4 tháng 3. Tình hình dịch COVID-19, thông tin các ca nhiễm mới. Tính từ 16 giờ ngày 3 tháng 3 đến 16 giờ ngày 4 tháng 3, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 125.587 ca nhiễm mới, trong đó 19 ca nhập cảnh và 125.568 ca ghi nhận trong nước, tăng 6.788 ca so với ngày trước đó tại 63 tỉnh, thành phố, có 79.992 ca trong cộng đồng. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 21.395, Nghệ An 6.657, Bắc Ninh 6.011, Sơn La 4.182, Quảng Ninh 3.919, Nam Định 3.870, Hưng Yên 3.702, Lạng Sơn 3.335, Phú Thọ 3.288, Bình Dương 3.201, Thành phố Hồ Chí Minh 3.070, Vĩnh Phúc 2.814, Thái Nguyên 2.670, Bắc Giang 2.653, Lai Châu 2.637, Hòa Bình 2.593, Tuyên Quang 2.582, Đắk Lắk 2.560, Ninh Bình 2.405, Yên Bái 2.385, Hải Dương 2.317, Quảng Bình 2.305, Cao Bằng 2.159, Khánh Hòa 2.142, Thái Bình 2.138, Hà Giang 2.124, Lào Cai 1.984, Bình Phước 1.958, Hà Nam 1.896, Điện Biên 1.806, Bình Định 1.703, Đà Nẵng 1.689, Cà Mau 1.608, Gia Lai 1.276, Thanh Hóa 1.128, Quảng Trị 1.110, Lâm Đồng 1.088, Bà Rịa Vũng Tàu 1.067, Đắk Nông 894, Hà Tĩnh 848, Bến Tre 781, Phú Yên 776, Tây Ninh 697, Bắc Cạn 509, Quảng Ngãi 431, Thừa Thiên Huế 385, Bình Thuận 384, Quảng Nam 357, Vĩnh Long 341, Trà Vinh 313, Kon Tum 255, Bạc Liêu 250, Đồng Nai 179, Long An 154, Cần Thơ 133, Kiên Giang 130, Hải Phòng 106, An Giang 49, Đồng Tháp 48, Ninh Thuận 39, Sóc Trăng 38, Tiền Giang 23, Hậu Giang 23. Ngày 4 tháng 3 năm 2022, Sở Y tế Bắc Ninh đăng ký bổ sung 29.074 ca và Sở Y tế Quảng Ninh đăng ký bổ sung 18.970 ca trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 sau khi rà soát bổ sung đầy đủ thông tin. Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hải Phòng giảm 2.475, Lào Cai giảm 430, Bà Rịa Vũng Tàu giảm 254. Các địa phương ghi nhận số ca tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hà Nội tăng 2.734, Lai Châu tăng 2.337, Bình Dương tăng 919. Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 101.812 ca trên ngày. Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 4.059.262 ca nhiễm, đứng thứ 30 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên 1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 142 trên 225 quốc gia và vùng lãnh thổ, bình quân cứ 1 triệu người có 41.093 ca nhiễm. Đợt dịch thứ tư từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 4.051.832 ca, trong đó có 2.586.619 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: Thành phố Hồ Chí Minh 545.057, Hà Nội 340.443, Bình Dương 304.810, Đồng Nai 119.444, Tây Ninh 102.004. Tình hình điều trị. Số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế. Số bệnh nhân khỏi bệnh. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 38.911 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi 2.589.436 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.246 ca. Trong đó, thở oxy qua mặt nạ 3.418 ca,
thở oxy dòng cao HFNC 421 ca, thở máy không xâm lấn 104 ca, thở máy xâm lấn 294 ca, ECMO 9 ca. Số bệnh nhân tử vong. Từ 17 giờ 30 phút ngày 3 tháng 3 đến 17 giờ 30 phút ngày 4 tháng 3, ghi nhận 97 ca tử vong tại Hà Nội 18, Nam Định 14 ca trong ngày. Quảng Nam 9, Nghệ An 6, Thái Nguyên 6, Đà Nẵng 5, Hà Giang 3, Quảng Bình 3, Bình Phước 2, Bình Thuận 2, Đắk Lắk 2, Đồng Tháp 2, Gia Lai 2, Hòa Bình 2, Kiên Giang 2, Lào Cai 2, Phú Thọ 2, Quảng Ninh 2, Tây Ninh 2, Thành phố Hồ Chí Minh 2, An Giang 1, Bắc Ninh 1, Bình Dương 1, Cà Mau 1, Cao Bằng 1, Đắk Nông 1, Hậu Giang 1, Ninh Bình 1, Yên Bái 1. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 97 ca. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 40.644 ca, chiếm tỷ lệ 1% so với tổng số ca nhiễm. Tổng số ca tử vong xếp thứ 24 trên 225 vùng lãnh thổ. Số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 128 trên 225 quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6 trên 49, xếp thứ 3 ASEAN. Tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 23 trên 49 quốc gia vùng lãnh thổ châu Á, xếp thứ 4 ASEAN. Thưa quý vị, số ca mắc COVID-19 tại Hà Nội ngày càng tăng, khiến nhiều người phải ở nhà cách ly, điều trị bệnh. Người dân cũng hạn chế ra đường, nên đường phố vắng vẻ như Tết. Những ngày đầu tháng 3 này, những con phố Hà Nội lại hun hút, thưa vắng bóng người và phương tiện giao thông qua lại. Đoạn đường Nguyễn Trãi hướng về ngã tư Sở, vốn là một trong những tuyến đường thường xuyên ùn tắc giao thông, này lại thông thoáng lạ thường, kể cả vào giờ cao điểm như đầu giờ sáng nay, mùng 4 tháng 3. Do số ca dương tính với COVID-19 tăng, nhiều người mắc bệnh, người cách ly ngày càng nhiều, nên người dân cũng hạn chế ra đường do lo ngại dịch bệnh. Trục đường Võ Chí Công hướng lên cầu Nhật Tân, thưa vắng người và xe. Hình ảnh được ghi nhận tại một đoạn đường mặt cầu Nhật Tân vượt qua trục đường An Dương Vương. Cùng thời điểm đầu giờ sáng, đường Yên Phụ hướng cầu vượt đầu đường Thanh Niên. Dù công trường mở rộng trên đường Hoàng Quốc Việt chiếm phần lớn lòng đường, nhưng xe cộ qua lại ở đây vẫn bon bon vì xe cộ tham gia giao thông thừa vắng. Nút giao Nguyễn Khánh Toàn, đường Bưởi, Đào Tấn cũng thông thoáng khác thường. Điểm thường xuyên ùn tắc giao thông trước chợ Hoa Quảng An mấy ngày nay vô cùng thông thoáng. Nếu như trước kia trong giờ cao điểm, tuyến đường này thường xuyên xảy ra tình trạng ùn cục bộ kéo dài, ô tô xếp thành 5 đến 6 hàng, xe máy phải đi lên vỉa hè, thì bây giờ lượng phương tiện chỉ lác đác trên đường. Những con đường cửa ngõ Hà Nội, xe cộ vắng hơn cả những ngày Tết Nguyên đán vừa qua. Không chỉ đường phố vắng vẻ, mà nhiều quán ăn, cà phê, shop quần áo tại Hà Nội cũng tiếp tục lặp lại điệp khúc ế ẩm điều hưu, thậm chí có nơi phải sang nhượng cửa hàng. Nhiều chuỗi cửa hàng quần áo nổi tiếng tại phố Huế, quận Hai Bà Trưng luôn trong tình trạng cửa đóng then cài. Cả một dãy phố trước đây vốn đông người qua lại, nay rơi vào tình trạng vắng vẻ hiu hắt. Tại các quán cà phê nổi tiếng tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, nơi có vị trí đắc địa, đắt đỏ, tập trung nhiều hàng quán cũng rơi vào tình trạng tương tự. Số lượng khách lui tới chỉ lác đác vài người. Một khách nữ hiếm hoi tại một cửa hàng trên phố Hỏa Mã, quận Hai Bà Trưng. Một quán cà phê tại phố Tạ Hiện, quận Hoàn Kiếm trống trơn, không một bóng người lui tới. Có nơi được xem là đông khách cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một hàng bún chả trên phố Huế cùng chung tình cảnh như quán cà phê. Chủ cửa hàng cho biết cả tuần nay lượng khách đến ăn giảm đi tới 50%. Nhiều người do ngại nhiễm bệnh nên chỉ mua mang về. Phố Vọng Đức, chốn lui tới thường xuyên của những nhiếp ảnh gia, phóng viên báo chí, những ngày này vắng vẻ lạ thường. Không khó để bắt gặp những biển treo cho thuê nhà trên những con phố cổ sầm uất như Hàng Đào, Hàng Bài. Các chủ cửa hàng trên phố Tạ Hiện vẫn kiên trì chuẩn bị bàn ghế đón khách vào buổi tối. Các ca F0 tại Hà Nội đang tăng lên từng ngày, vì vậy mỗi người cần có ý thức bảo vệ sức khỏe, không những cho bản thân mà cả cộng đồng. Bởi số ca mắc mới hàng ngày vẫn đang tăng ở ngưỡng chóng mặt. Nếu cứ với tâm lý chủ quan và coi thường bệnh, Hà Nội sẽ đứng trước nguy cơ vỡ trận và quá tải hệ thống y tế. Vâng thưa quý vị, và trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, số ca F0 tại Hà Nội tăng cao, thì nhu cầu mua hương liệu xông hỗ trợ điều trị COVID-19 của người dân cũng tăng đột biến. Tuy nhiên, theo các chuyên gia cho rằng, xông không có tác dụng ngăn ngừa, chữa khỏi bệnh COVID-19, cũng như không ngăn chặn được việc lây nhiễm bệnh. Trên diễn đàn mạng, hình ảnh các nồi xông thảo dược, tinh dầu đang được nhiều F0 điều trị tại nhà chia sẻ và xem đây là biện pháp hữu hiệu. Theo chia sẻ của các F0, việc xông hơi giúp họ cảm thấy dễ chịu,
và giảm các triệu chứng như sổ mũi, đau đầu hơn. Nhiều người còn sông trên 3 ngày một lần. Thậm chí một số tài khoản cá nhân còn giới thiệu các bài thuốc thảo dược sông hơi có thể giúp chữa khỏi COVID-19 chỉ sau 5 đến 7 ngày. Trước việc người dân đổ xô đi mua hương liệu sông vô tội vạ phòng ngừa và điều trị COVID-19, theo tiến sĩ bác sĩ Ngô Quang Hải, nguyên phó giám đốc trung tâm đào tạo và chỉ đạo tuyến Bệnh viện Châm cứu Trung ương cho rằng, mọi người nên hiểu mục đích của phương pháp sông là cách vệ sinh mũi họng, giúp bảo vệ lớp niêm mạc mũi họng, đồng thời giúp cải thiện các triệu chứng vùng mũi họng. Do sông hơi là chỉ ở ngoài bề mặt niêm mạc, không ảnh hưởng đến virus bên trong tế bào, vì vậy chỉ có tác dụng giảm triệu chứng hô hấp, giúp người bệnh đỡ nghẹt mũi, khô họng, loãng đàm. Theo đó, sông không có tác dụng ngăn ngừa chữa khỏi bệnh COVID-19 cũng như không ngăn chặn được việc lây nhiễm bệnh. Cũng theo tiến sĩ Bùi Lê Minh, trưởng ngành công nghệ sinh học Viện Kỹ thuật Công nghệ Cao Nguyễn Tất Thành cũng cho biết, việc sông lá thực vật có hoạt chất kháng khuẩn, kháng viêm có tác dụng làm giảm một số triệu chứng cảm sốt do tác dụng nhiệt độ kết hợp với hoạt chất có khả năng khử trùng các vi khuẩn trên bề mặt các niêm mạc đường thở trên da, làm tăng cường tuần hoàn. Do vậy, người bị cảm thường sông sẽ có tác dụng. Tuy nhiên, việc sông lá cũng có nguy cơ bị bỏng hoặc tai nạn khác. Trong các báo cáo từ các nước châu Á mà người dân hay dùng sông hơi để tự chữa bệnh ở nhà, thì các trường hợp nhập viện do bỏng, ngất đi khi thực hiện sông hơi khá phổ biến. Ngoài nguy cơ tai nạn, việc sông cũng có nguy cơ tổn thương biểu mô đường hô hấp và nhạy cảm hơn với virus. Theo lý thuyết, ở nhiệt độ cao 60-70 độ, thời gian tồn tại của virus ngoài môi trường giảm đi đáng kể. Nhưng khi đã nhiễm bệnh thì virus chủ yếu đang nằm trong các tế bào của cơ thể chứ không phải dạng tự do nằm bên ngoài mô tế bào. Vì thế muốn tiêu diệt virus thì phải tiêu diệt tế bào mang virus đó trước. Như vậy, với việc sông không đúng thời điểm, vô tình sẽ tấn công tất cả tế bào tiếp xúc với nhiệt, bất kể còn lành lặn hay đã nhiễm virus. Các mô lành lặn bị tổn thương bởi nhiệt cũng dễ bị nhiễm virus hơn bình thường. Nên việc sông hơi trong giai đoạn sớm thậm chí có nguy cơ làm virus lây lan nhanh hơn trong cơ thể. Ngoài ra, hơi nước đọng lại trên bề mặt đường thở, sau đó có thể kéo theo một số virus còn khả năng lây xuống các vị trí sâu hơn, lợi bất cập hại. Bên cạnh đó, việc sông hơi trong gia đình có cả người chưa mắc virus, đặc biệt là không gian nhỏ có nguy cơ làm phát tán virus ra môi trường xung quanh và bám trên các bề mặt và làm tăng cơ hội lây lan của virus. Với những lý do này, việc sông hơi cần được cân nhắc kỹ và phải làm đúng, nên tránh khi nhà mới có người nhiễm virus. Việc sông chỉ nên thực hiện khi đã âm tính cả rồi thì có thể thực hiện để cải thiện các triệu chứng kéo dài. Sau đó, các bác sĩ khuyến cáo, sông mũi họng không có hại, nhưng phải được làm đúng cách. F0 chỉ nên sông hơi nếu không sốt cao, thực hiện ở nơi kín gió, chỉ sông mũi họng và mỗi lần không quá 20 phút, ngay chỉ sông một lần. Việc người dân lạm dụng sông hơi trong quá trình tự điều trị COVID-19 sẽ khiến cơ thể bị mất nước, mất điện giải và có thể tổn thương niêm mạc đường hô hấp. Đặc biệt, để phòng COVID-19, việc thực hiện đúng 5K là rất quan trọng. Mọi người cần ăn uống đủ chất, luyện tập thể dục thể thao để nâng cao sức đề kháng. Trong trường hợp là F0 nên thực hiện theo các hướng dẫn của thầy thuốc. Tại thành phố Hồ Chí Minh, theo báo cáo của Sở Y tế, trong 2 tuần từ ngày 15 tháng 2 đến mùng 2 tháng 3, số ca nghi nhiễm tăng cao trong cơ sở giáo dục. Cụ thể, tổng số ca nghi nhiễm COVID-19 ở học sinh các khối lớp từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông là 35.769 trường hợp. Trước thực trạng đó, thành phố cũng đã đưa ra những khuyến cáo và đề xuất cho các trường học tại đây. Ngày 4 tháng 3, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi họp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Phòng Giáo dục và Trường học về công tác tổ chức dạy học trực tiếp trong thời gian vừa qua. Theo báo cáo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, trong 2 tuần từ ngày 15 tháng 2 đến ngày 2 tháng 3, số ca nghi nhiễm tăng cao trong cơ sở giáo dục. Cụ thể, tổng số ca nghi nhiễm COVID-19 ở học sinh các khối lớp từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông là 35.769 trường hợp. Trong đó, nhiều nhất là ở bậc tiểu học với 17.275 ca, kế đến là trung học cơ sở với 9.701 ca và trung học phổ thông là 7.051 ca. Những địa phương có số ca nghi nhiễm cao nhất bao gồm quận 1, 12, Bình Thạnh, Tân Phú và thành phố Thủ Đức. Bên cạnh đó, Phó Giám đốc Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Hữu Hưng dẫn lại kết quả khảo sát cho thấy số ca nghi nhiễm được phát hiện nhiều nhất là ở trong những trường lạm dụng máy điều hòa. Từ đó, bác sĩ Hưng khuyến cáo nên tránh việc sử dụng máy lạnh kéo dài vì nếu xét về mặt thông thoáng là không đảm bảo cho sức khỏe học sinh, không đảm bảo nồng độ dưỡng khí trong phòng. Sau đó, ông Hưng đề nghị Sở Giáo dục Đào tạo khuyến cáo các trường hạn chế thấp nhất việc sử dụng máy điều hòa trong lớp.
Nếu cần thiết thì sử dụng ngắt quãng sẽ tốt cho sức khỏe học sinh, tránh nguy cơ lây nhiễm. Bên cạnh đó, các trường cần tận dụng sân chơi, ánh sáng, không khí tự nhiên để tăng cường sức đề kháng cho học sinh, ông Hưng nói. Cũng trong buổi làm việc, phía Sở Giáo dục Đào tạo nêu rõ những khó khăn như một số cơ sở y tế không phối hợp kịp thời trong kiểm soát dịch COVID-19 tại cơ sở giáo dục. Theo Sở Giáo dục Đào tạo, phần lớn các cơ sở giáo dục gặp khó khăn về thiết bị y tế phục vụ cho công tác phòng chống dịch, xử lý tình huống khi có ca, nghi hoặc nhiễm bệnh và tầm soát F1, nhất là thiếu bộ xét nghiệm nhanh. Dù Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với Sở Y tế để cấp bộ xét nghiệm nhanh đợt 1 về trường công lập nhưng chỉ được dùng để tầm soát F0 theo quy định, do đó việc xét nghiệm F1 hiện vẫn còn là vấn đề lớn. Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo nhấn mạnh vai trò nhân viên phụ trách y tế trường học trong giai đoạn hiện nay là rất quan trọng. Tuy nhiên, nhiều cơ sở giáo dục thiếu nhân viên y tế trường học chuyên trách. Giáo viên vừa làm chuyên môn vừa kiêm nhiệm, gây khó khăn trong việc thực hiện phòng chống dịch. Do đó, để đảm bảo tổ chức dạy học trực tiếp, bền vững và hiệu quả, Sở Giáo dục Đào tạo và Sở Y tế đề xuất Hội đồng Nhân dân TP.HCM quan tâm đến chế độ chính sách cho giáo viên phụ trách tư vấn tâm lý trường học, nhân viên y tế học đường nhằm tăng cường lực lượng phục vụ công tác phòng chống dịch và chăm sóc sức khỏe học sinh. Trước nhiều phản ánh của người dân về việc khó tiếp cận thuốc Monopiravir điều trị COVID-19 và một số nhà thuốc có hiện tượng găm hàng, ngày 4 tháng 3, Sở Y tế TP.HCM đã tập huấn trực tuyến với hàng nghìn nhà thuốc trên địa bàn thành phố về công tác kê đơn thuốc và kinh doanh trong điều trị COVID-19 để kiểm soát tốt hơn tại các nhà thuốc được cấp phép bán. Ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, hiện nay với tình hình F0 tại TP.HCM có dấu hiệu tăng, việc tiếp cận với thuốc kháng virus COVID-19 đối với người dân rất quan trọng. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hoài Nam, thời gian qua vẫn xuất hiện có một số nhà thuốc bán thuốc Monopiravir không kê đơn. Chính vì vậy, Sở Y tế TP.HCM yêu cầu các nhà thuốc tuân thủ những quy định và hướng dẫn người dân sử dụng thuốc an toàn. Liên quan đến vấn đề người dân khó tiếp cận được nguồn thuốc, Thạc sĩ Lê Ngọc Danh, Phó trưởng phòng nghiệp vụ Dược Sở Y tế TP.HCM cho biết, việc người dân muốn mua thuốc phải có đơn thuốc được bác sĩ kê đơn, xác nhận của địa phương. Việc này không phải làm khó người dân mà chúng tôi đang bảo vệ người dân. Vì nếu người bệnh tiếp cận không đúng thuốc, không phải là bác sĩ kê đơn, việc sử dụng sai sẽ để lại hậu quả cho sức khỏe. Theo quy định và hướng dẫn của Sở Y tế TP.HCM, người được hành nghề bán thuốc phải được đào tạo, cập nhật kiến thức, trao đổi thông tin chuyên môn pháp luật về dược, có chứng chỉ hành nghề dược, chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở kinh doanh hoặc ủy quyền khi vắng mặt. Việc từ chối thực hiện hoạt động chuyên môn trái với quy định của pháp luật hoặc đạo đức nghề nghiệp. Thạc sĩ Lê Ngọc Danh cũng cho biết thêm, hiện nay vẫn còn xuất hiện tình trạng nhiều nhà thuốc găm hàng tăng giá, khiến nhiều người dân hạn chế tiếp cận thuốc hơn. Trong buổi tập huấn, Sở Y tế TP.HCM cũng khẳng định, hiện nay trên thị trường chỉ có thuốc Monopiravir do 3 công ty Việt Nam được cấp phép sản xuất và thuốc Monopiravir nhập vào Việt Nam theo đường viện trợ. Những loại thuốc kháng virus SARS-CoV-2 trôi nổi trên thị trường hiện nay đều không được Bộ Y tế đảm bảo về chất lượng nguồn gốc. Để đảm bảo an toàn về công tác kê đơn thuốc và kinh doanh trong điều trị COVID-19, ông Nguyễn Hoài Nam, Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM nhấn mạnh, Sở Y tế sẽ tổ chức các buổi tập huấn thường xuyên, nhất là liên quan đến đơn thuốc kháng virus. Lực lượng y tế cần có hướng dẫn cách sử dụng cho người đến mua, vì họ có thể mua cho người nhà hoặc mua trực tiếp. Đồng thời, cần có tư vấn những lưu ý khi dùng thuốc, nếu xảy ra tác dụng phụ không mong muốn, thì được xử lý cụ thể ra sao, và xử lý nghiêm các trường hợp nhà thuốc găm hàng, bán hàng nhập lậu hoặc hàng giả, thanh tra kiểm tra thường xuyên về chất lượng, cũng như yêu cầu các nhà thuốc bán giá niêm yết công khai. Trong thời gian dịch bệnh diễn biến căng thẳng vừa qua, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh đã liên tiếp phát hiện bắt giữ các vụ vận chuyển trái phép bộ kit test và thuốc trị COVID-19 từ biên giới, đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ. Và mới đây nhất, Đội Quản lý Thị trường số 2, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Ninh vừa phát hiện và bắt giữ hàng ngàn bộ kit test COVID-19 xuất xứ Trung Quốc có dấu hiệu nhập lậu. Ngày 4 tháng 3, thông tin từ Đội Quản lý Thị trường số 2, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đội Cảnh sát Giao thông số 3, Công an tỉnh Quảng Ninh, kiểm tra ô tô 7 chỗ mang biển kiểm soát 88A40008 do tài xế Phùng Gia Long, trú xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, điều khiển, phát hiện 1.500 bộ kit test COVID-19 xuất xứ Trung Quốc có dấu hiệu nhập lậu. Theo khai nhận ban đầu của ông Phùng Gia Long, toàn bộ số kit test COVID-19 trên là do tài xế này đặt mua trên mạng xã hội của một người không rõ tên tuổi, có địa chỉ tại thành phố Móng Cái. Số kit test này không có hóa đơn chứng từ hợp pháp, có giá khoảng 94 triệu đồng. Ông Long định mua về để bán kiếm lời.
Ngay sau đó, đội quản lý thị trường số 2 đã tạm giữ toàn bộ số kit test trên để xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó ngày 24 tháng 2, tại vùng biên giới Móng Cái, đội kiểm soát hải quan số 1, Cục Hải quan Quảng Ninh chủ trì phối hợp với đội quản lý thị trường số 4 bắt giữ một đối tượng vận chuyển 400 hộp thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 nhập lậu từ Trung Quốc. Ngày 25 tháng 2, tại phường Ca Long, thành phố Móng Cái, lực lượng chức năng đã phát hiện NVV, sinh năm 1975, quê Thái Bình, hiện ở phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, có hành vi kinh doanh 1.100 bộ kit test do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đến tối ngày 27 tháng 2, tại phường Hòa Lạc, công an thành phố Móng Cái phát hiện NHT, sinh năm 2002, trú phường Hải Yên, đang vận chuyển 3.312 viên thuốc Liên Hoa Thanh Ôn không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Chuyển sang những tin tức COVID-19 thế giới. Thưa quý vị, hiện làn sóng dịch COVID-19 đang dâng cao tại đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc, với hơn 300.000 ca mắc mới từ tháng 1 năm 2021, khiến hệ thống y tế của thành phố quá tải. Những ngày gần đây, thông tin về 3 trẻ em dưới 5 tuổi tại đặc khu này tử vong vì COVID-19 đã khiến các bậc cha mẹ lo lắng, dù nhiều bác sĩ nhi đều cho rằng đó có thể là do trùng hợp. Theo các chuyên gia, con số trên chưa đủ tính đại diện để đưa ra bất kỳ kết luận nào. Những trẻ tử vong gồm một trẻ 11 tháng tuổi, hai trẻ 3 và 4 tuổi, chiếm 0,3% trong tổng số 1.153 ca tử vong vì dịch bệnh xảy ra tại Hồng Kông trong làn sóng do biến thể Omicron gây ra. Cả ba em đều không có bệnh nền. Hiện các nhà nghiên cứu virus đang điều tra về 3 ca tử vong ở trẻ nhỏ này. Hồng Kông ghi nhận khoảng 2.000 trẻ em nhập viện vì COVID-19. Trẻ sơ sinh đến 2 tuổi chiếm 40% số ca nhập viện, với 30 ca là trẻ em trong số 49 ca ở trong phòng chăm sóc đặc biệt. Trẻ từ 5 đến 11 tuổi là nhóm cao thứ hai, chiếm 28% tổng số. Từ tháng trước, giới chức Hồng Kông đã dừng yêu cầu tất cả người mắc bệnh phải nhập viện và cho phép trẻ điều trị tại nhà nếu triệu chứng nhẹ và ổn định. Trẻ nhập viện được điều trị tại cơ sở nhi khoa cách ly, có bố mẹ đi cùng nếu bố mẹ cũng nhiễm bệnh hoặc nếu trẻ đang trong thời kỳ bú sữa mẹ. Dù vậy, con số 1.939 ca nhập viện là trẻ em vẫn gần gấp đôi so với con số tổng cộng trẻ nhập viện của các đợt bùng phát trước đó. Con số này có thể tiếp tục tăng trong bối cảnh virus vẫn đang lây lan tại Hồng Kông. Hiện chính quyền đặc khu này mới cấp phép tiêm phòng cho trẻ từ 5 tuổi trở lên vào tháng 1 vừa qua, trước khi hạ xuống mức 3 tuổi trong tháng 2. Tính đến ngày 1 tháng 3, khoảng 30% số trẻ từ 3 đến 11 tuổi ở Hồng Kông đã được tiêm một mũi vaccine phòng bệnh. Tiến sĩ Wan Watqua, tư vấn nhi khoa tại Bệnh viện Francis Margaris cho biết, dù những thông tin về các ca tử vong ở trẻ nhỏ khiến các bậc cha mẹ lo ngại, nhưng phần lớn trẻ em mắc COVID-19 đều có những triệu chứng nhẹ và hồi phục trong khoảng từ 7 đến 10 ngày. Ông kêu gọi các cha mẹ cho trẻ tiêm phòng COVID-19 ngay khi được phép tiêm và theo dõi nếu xuất hiện các triệu chứng như khó thở, đau ngực và co giật, thở gấp thì đưa trẻ đi khám bác sĩ ngay lập tức. Theo tiến sĩ Jonas Lewinson, bác sĩ nhi khoa kiêm chuyên gia dịch bệnh truyền nhiễm, từng thực hiện công trình nghiên cứu về tình trạng trẻ tử vong vì COVID-19 cho rằng, khi dịch bệnh lên cao, có trường hợp tử vong vì các nguyên nhân không liên quan virus. Trẻ em thường ít tiếp xúc với virus SARS-CoV-2, chủ yếu do trong các làn sóng trước, các trường học đóng cửa, đồng nghĩa rằng hệ miễn dịch của các em ít được trang bị để chống chọi với căn bệnh. Còn tại Hàn Quốc, ngày 4 tháng 3, số ca mắc mới COVID-19 được ghi nhận theo ngày tại đây lần đầu tiên vượt mốc 260.000, trong bối cảnh làn sóng lây nhiễm biến thể Omicron đang bùng phát mạnh ở nước này. Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc KDCA, nước này đã ghi nhận 266.853 ca mắc mới, trong đó có 266.771 ca lây nhiễm cộng đồng, nâng tổng số ca mắc COVID-19 ở Hàn Quốc lên 3.691.488 người. Cụ thể, thủ đô Seoul ghi nhận 59.269 ca mắc mới. Tỉnh phụ cận Gyeonggi và thành phố Incheon ghi nhận lần lượt 76.722 và 16.681 ca. Số ca tử vong do COVID-19 ghi nhận trong ngày là 186 trường hợp, nâng tổng số ca tử vong kể từ khi dịch bùng phát ở Hàn Quốc lên 8.580. Tỷ lệ tử vong là 0,22%. Số ca bệnh nặng do COVID-19 ghi nhận trong ngày là 797. Trước đó, số ca mắc mới ghi nhận theo ngày tại Hàn Quốc lần đầu tiên vượt mốc 200.000 vào ngày 2 tháng 3. Lần đầu tiên Hàn Quốc ghi nhận số ca mắc mới theo ngày vượt mốc 100.000 là vào giữa tháng 2 vừa qua. Giới chức y tế Hàn Quốc trước đó dự báo làn sóng dịch hiện nay sẽ lên mức đỉnh điểm với 250.000 ca một ngày vào giữa tháng 3 này.
Từ ngày 1 tháng 3 vừa qua, chính phủ Hàn Quốc tạm dừng áp dụng hệ thống thông hành vaccine đối với 11 loại hình cơ sở công cộng như nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng, rạp hát và bảo tàng trên toàn quốc. Hôm 28 tháng 2, Bộ trưởng Y tế Hàn Quốc Won Dok-jeon cho rằng chính phủ cần nới lỏng hệ thống thông hành vaccine đối với những cơ sở nguy cơ thấp vì khả năng lây nhiễm không cao nếu tất cả mọi người đều đeo khẩu trang. Theo hệ thống này, người dân phải xuất trình chứng nhận tiêm vaccine hoặc có kết quả xét nghiệm PCR âm tính để vào các địa điểm công cộng. Cũng trong ngày 4 tháng 3, chính phủ Hàn Quốc có thêm động thái hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ chịu thiệt hại do những hạn chế được áp dụng để chống dịch. Theo đó, mặc dù số ca mắc mới đang tăng, chính phủ quyết định kéo dài thời gian hoạt động đối với 12 loại hình cơ sở đa dụng thêm 1 giờ, đến 23 giờ hàng ngày, từ ngày 5 đến ngày 20 tháng 3. Tuy nhiên, giới hạn tối đa tụ tập 6 người đối với các cuộc tụ họp cá nhân vẫn được duy trì. Tính đến ngày 4 tháng 3, tổng cộng 31,64 triệu người, tương đương 61,7% trong tổng dân số 52 triệu người ở Hàn Quốc đã được tiêm mũi vaccine tăng cường ngừa COVID-19. KDCA cho biết tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ ở nước này là 86,5%. Thưa quý vị, trước thực tế số ca mắc liên tục tăng nhanh như hiện nay, việc nghiêm túc thực hiện 5K để tự bảo vệ bản thân và những người xung quanh là cần thiết hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó thì những di chứng hậu COVID-19 cũng rất đáng lo ngại. Vậy nên chúng ta cũng không nên có suy nghĩ lơ là phòng dịch, hay có trách nhiệm bảo vệ sức khỏe của bản thân cũng như gia đình và cộng đồng. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào bản tin tiếp theo.